Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi sáng thứ bảy chúng ta vẫn có chương trình tán gẫu tức là đề tài được mở rộng hơn hy vọng rằng ngày hôm nay quý vị sẽ có những cái đề tài thú vị hơn và à, nhằm à, chúng ta có thể à, có thêm một số những cái kiến thức về những cái gì mà quý vị quan tâm đó là cái à, nội dung của chương trình tán gẫu sáng thứ bảy tuy nhiên trước khi bước vào chương trình tán gẫu sáng thứ bảy thì cho phép phong được thông báo đó là chiều tối ngày hôm nay tại nhà hàng Uni ở trên đường Garando số 9738 đường Garandro à, suite 2 và 4. À quý vị có thể gọi số điện thoại này 7145397020 5397020 để biết thêm chi tiết tại vì à, chiều tối ngày hôm nay thì à, có buổi tiệc vinh danh lễ mẹ và tặng quà cho những người mẹ ở tại trong cái dịp lễ Mother's Day thì à, đây là nhà hàng Juni một nhà hàng Nhật thì à, Phong và Phượng Mai sẽ có mặt ở đây cùng với một số anh chị em nghệ sĩ để và chúc mừng cho buổi lễ Mother's Day quý vị nào mà ở gần ở à, Nam California hay là quận Cam hay là tại quận Cam Quý vị có thể gọi điện thoại qua cái số điện thoại là 7145397020 để mà có thể đặt bàn à mừng lễ mẹ với gia đình ăn cơm với gia đình ở trong nhà hàng Nhật là Juni. À hy vọng được gặp gỡ quý vị à chiều tối ngày hôm nay ở tại nhà hàng Juni đó là cái thông báo của phòng. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn bước qua cái phần à, đọc comment của quý vị và các cái đề tài quý vị đưa ra nha. Rồi tiếp tục. Hôm nay nghe anh Quy nói chị Phượng Mai đã quốc tịch, chúc mừng gia đình anh Phong nhé. Dạ yeah bởi vì à, 30 năm mà tôi thuyết phục bà suốt từ trước tới giờ bà có quốc tịch Đức mà không chịu nhập quốc tịch Mỹ cho tới thời gian gần đây mình thuyết phục lắm thì mới chịu đi thi và cuối cùng thì ngày hôm qua đậu và tuyên thệ luôn rồi coi như chính thức trở thành công dân Mỹ nha NATO đặt văn phòng ở Nhật Bản mà không đưa quân vô cũng vô ích và trung cộng không có sợ anh phong nổ no. cái văn phòng này nó mang ý nghĩa là liên lạc chứ không có nghĩa là NATO sẽ phải khai triển lực lượng quân sự của họ tới Á Châu NATO có nhiệm vụ là bảo vệ cho các quốc gia tại Âu Châu và vùng biển Atlantic. Tại NATO là chữ viết tắt của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Thì họ nhiệm vụ chính của họ là ở Bắc Đại Tây Dương chứ không phải Thái Bình Dương. Còn họ đặt văn phòng đây là liên lạc và hỗ tương lẫn nhau thôi. Chứ không phải đặt uh, quân sự để mà hù Trung Quốc nha. Phải hiểu rõ cái ý nghĩa của cái việc NATO đặt văn phòng này. Rồi tiếp tục. Wow. à, à... Anh cho hỏi tình hình về quan hệ với Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ đi vào tình trạng gọi là từ từ tách rời lẫn nhau. Bởi vì Cộng sản Việt Nam đã không tuân thủ những quy tắc của quốc tế và cái giá trị chung của cộng đồng quốc tế. Do đó sẽ từ từ tách rời lẫn nhau, chứ không còn kháng kích giống như 28 năm qua nữa. Và bây giờ thì Cộng sản Việt Nam phải chọn lựa Hoa Kỳ hay là Trung Quốc. Đó là cái tình hình sắp tới nha. Rồi tiếp tục. À... Báo cánh hữu không có tiếng Việt nhưng báo cánh tả thì có em đọc không phân tích nên mới bị sổ mũi và phong. Thật sự có ít nhất là có một vài tờ báo hiện nay thì là một trong những đối tác của TNP. TNP nội là tờ Epo Việt ngữ. Tờ Evo Time Việt ngữ là một tờ báo theo khuynh hướng bảo thủ và được xem là tờ báo cánh hữu. Thì quý vị có thể lên trên online đánh chữ Epo Việt ngữ thì quý vị sẽ ra được tờ báo này đây là tờ báo mà chuyên đưa tin tức tương đối là rất là rất là quà chính xác và họ có những cái khuynh hướng bảo vệ cho những giá trị cũ thì và đặc, đặc, biệt họ là nạn nhân của đảng cộng sản trung quốc tại vì hầu hết điều hành toàn bộ tờ Epoch Times gồm 22 ngôn ngữ trong đó có tiếng việt thì tờ Epoch Times là điều hành toàn bộ là do bên pháp luân công điều hành do đó nếu quý vị mà muốn tìm kiếm báo cánh hữu thì có tờ Epoch Times Việt ngữ. Hiện nay thì tờ Epoch Times Việt ngữ có ra mỗi tuần một lần ở tại và phát hành ở khắp nơi. Tuy nhiên, cái tờ mà Epoch Times Anh ngữ và Daily News của họ, tức là tờ báo Anh ngữ của tờ Epoch Times đó có trụ sở đặt tại Los Angeles đó, tờ báo này đánh bại tờ LA Times. Bây giờ tờ báo này có gần 1 triệu người ghi danh mua báo mỗi mỗi ngày. Trong khi tờ LA Times hiện nay có khoảng 800.000 người tờ Apple Sam Anh Ngữ có thể nói rằng là một cái tờ báo bây giờ được xem là quy thế ở Los Angeles đó quý vị nha. Rồi tiếp tục vào wow, à là, là, nguyên nhân tại sao Anh Quốc không lên tiếng can thiệp cho dân Hồng Kông 50 năm bất biến cảm ơn anh Phong. Tôi cũng không biết lý do tại sao từ thời của ông ông thủ tướng Boris Johnson, ông ta là một người rất hèn yếu với lại phía của Trung Quốc và ông ta cứng rắn với lại các uh, quốc gia Âu Châu nhưng mà ông ta rất hèn yếu với Trung Quốc thì từ thời của ông ta thì đã không có xảy ra bất kỳ một cái cuộc gọi là đối đầu nào tuy nhiên hy vọng trong thời gian tới thì ông Sunat Rishi Sunat tức là ông uh, thủ tướng mới đó ông sẽ có thái độ cứng rắn hơn và tôi thấy được rằng ông đã bắt đầu có những chính sách cứng rắn với Trung Quốc thì hy vọng rằng ông sẽ quan tâm nhiều hơn cho vấn đề của Hồng Kông tại vì chính Anh Quốc là quốc gia phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho dân Hồng Kông nha yeah. rồi à uh... Làm sao biết mình khuyên tả hay khuyên hữu Em chống phá thai nhưng ủng hộ đồng tính Em không biết mình thuộc quân nước nào Thứ nhất em chống phá thai là bởi vì em bảo vệ cho sự sống Còn cái vấn đề em chấp nhận à, Đồng tính Thì anh không biết là em chấp nhận hay em ủng hộ Hai cái khác nhau Ok Thì giới đồng tính họ vẫn là con người Thì mình vẫn tôn trọng cái sự hiện diện của họ Còn em ủng hộ cho đồng tính Hay là em ủng hộ cho việc chuyển giới tính Hai chuyện đó khác nhau nữa cá nhân anh cũng có rất nhiều những đứa con cháu em út đều là giới đồng tính anh vẫn làm việc với họ và vẫn không có gì gọi phân biệt đối với họ cả nhưng biểu anh ủng hộ cho cái khuynh hướng thì anh không ủng hộ tại vì anh là người bảo vệ cho giá trị cũ cho nên nó khác nhau chỗ này vấn đề ở chỗ là à, em ủng hộ nó khác và à, đồng ý sự hiện diện của họ và xem họ giống như những cộng đồng khác tức là cộng đồng đồng tính cũng giống như cộng đồng gốc Á, cộng đồng gốc uh, Latino, cộng đồng gốc, gốc da đen hay cộng đồng gốc uh, người Mỹ bản xứ thì mình coi họ đồng đều với những cộng đồng khác không có gì phân biệt cả thì cái đó nó khác còn em ủng hộ tức là em ra mặt để em thúc đẩy cho giới đồng tính phát triển dân số nhiều hơn em ủng hộ cho chuyển giới tính ở tuổi uh, con nít thì nó khác cái đó là nó khác nữa do đó giới đồng tính đối anh không có gì cả tại vì anh coi họ giống như những cộng đồng khác bình thường. Còn biểu anh ủng hộ thì anh sẽ không ủng hộ. Đó là cái chuyện khác nhau. Còn nếu em chống phá tay là bởi vì em bảo vệ cho sự sống của thai nhi thì cái đó là mình bảo vệ cho sự sống mà. Tại vì bất kỳ một cái sinh mà cái sinh mệnh nào đều phải được tôn trọng. Không vì một vấn đề lý do nào đó mà sát hại một sinh mệnh dù cái sinh mệnh đó là chỉ làm nằm trong bào thai chưa ra đời. Ok, hai cái đó khác nhau nha rồi tiếp tục à sau khi cộng sản trung quốc sụp đổ việt nam sẽ ra sao thì nó đổi màu để tiếp tục cai trị chả có gì cả cùng lắm khó khăn hơn một chút thôi cùng lắm là nó khó khăn hơn một chút trong cái vấn đề kinh tế nhưng mà cộng sản vẫn cai trị chả có gì thay đổi cả thậm chí nó còn à, gọi là gây gắt hơn và nó còn siết chặt hơn nữa và quý vị còn khổ hơn nữa với những cái luật lệ nó ban hành để nó duy trì chế độ nha em nghĩ ông Trump sẽ yêu cầu Nga rút khỏi bốn vùng sát nhập còn Crimea ông sẽ yêu cầu ta tái bỏ phiếu trưng cầu để xem dân có thật sự muốn tách rời cái Ukraine hay không thật sự vùng Crimea bây giờ người Nga ở nhiều hơn người người Ukraine nói thẳng luôn bây giờ ở vùng Crimea đó là người Nga sinh sống nhiều hơn cả người Ukraine cho nên bây giờ có trưng cầu dân ý thì họ vẫn sát nhập vào Nga Tại vì đa số dân sống ở đó. Thứ nhất là những thành phần người Ukraine thân Nga. Thứ hai là đa số người Nga. Do đó tổ chức trưng cầu những ý chỉ là một cái trò cười thôi. Còn việc mà ông Trump áp lực Putin mà rút quân ra khỏi bốn lãnh thổ, bốn vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng thì có thể thì có thể đổi lại là ông bảo đảm NATO sẽ không phát triển thêm mạng lưới quân sự của họ tới biên giới của nước Nga nữa. Thì cái đó là những cái mà cam kết Thì đây đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ làm Ok Rồi tiếp tục Wow à, Lướt qua một cây số cái đã đọc, 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 rồi nha à, Tôi nghe tin anh sáng nay Việt Nam được cây gậy tôi thích và rất vui tới Việt Nam Thì quý vị sau 28 năm ăn củ cà rốt thì bây giờ tới phiên cây gậy thôi Đó là điều đương nhiên bởi vì Hoa Kỳ sẽ uh, chuyển trục về Á Châu là điều chắc chắn Quý vị đã thấy rồi vấn đề là kỳ này hoa kỳ thay đổi quan điểm là họ sẽ chia sẻ sự thịnh vượng và họ sẽ làm ăn vô giới hạn với những quốc gia chung giá trị còn những quốc gia không chung giá trị họ sẽ giới hạn rất nhiều thậm chí là họ đóng cửa luôn thì vấn đề còn lại là những quốc gia bên đó sẽ chọn phía nào nha nếu cho đất nước dân tộc phát triển thì chọn mỹ sẽ thịnh vượng ai cũng biết điều đó nhưng cái kẻ cai trị nó muốn duy trì quyền lực cho nên nó không muốn bởi vì chọn mỹ có nghĩa là mất trắng quyền lực nó đâu có muốn do đó cuối cùng thì nó vẫn chọn đứng về phía trung quốc là như vậy nha rồi à người việt ở mỹ tết lì xì có đòi hỏi phải lì xì nhiều không anh thông thật sự cái phong tục lì xì nó có từ lâu rồi và ở mỹ này là truyền thống à, nó trở thành một cái truyền thống rất là bình thường có điều là người ta không coi lì xì là một cái uh, nguồn lợi người ta coi lì xì đó là một cái may mắn đầu năm thôi chỉ có ở việt nam bởi vì cộng sản nó xem nó dạy dân chúng thêm xem, xem cái giá trị đồng tiền quá lớn do đó cứ mỗi năm chầu chực tới lì xì là đi đớp tiền lì xì còn ở mỹ này lì xì nó chỉ mang cái tính chất biểu tượng và nó chỉ là một cái uh, đồng tiền may mắn đầu năm thôi do đó cái quan niệm của người Việt ở ngoài này với những người Việt dưới mái trường xã hội chủ nghĩa nó khác nhau xa lắm. Lì xì chỉ là một cái phong tục gọi là à, truyền thống tốt đẹp là mang cái may mắn đầu năm và người Việt ở đây kể cả con nít nó nhận lì xì cũng là chuyện bình thường và không có kiểu giống như là phải đi tham phải đi chúc tụng chỗ này chỗ kia để kiếm tiền lì xì giống như ở Việt Nam nó khác nhau chỗ này nha. Rồi à theo anh cuộc chiến nga Ukraine sẽ à, kết thúc bao giờ nếu Tổng thống Mỹ là ông Trump thì nó sẽ kết thúc sớm. Còn nếu dưới quyền của Joe Biden tiếp tục thì nó sẽ kéo dài vô tận. Chưa biết ngày nào sẽ kết thúc và có thể lan rộng ra cả Âu Châu chứ không phải chỉ dừng lại ở Ukraine. Nha. Yeah. Rồi à, à gì à? và chúng tôi cái đại biểu là gì và dân biểu là sao giải thích dùm dân biểu tức là cái chữ là dân cử nó còn có người gọi là dân biểu có người gọi là dân cử là những người được người dân bầu là những người đã được người dân bầu còn à, à, cái gọi là dân biểu đó thì à, à, đại biểu đó là họ đại diện cho một khối người ở trong một cái tổ chức nào đó nó khác nhau ví dụ như là anh kỹ là đại biểu của cố tổng thống ronald Reagan tại california tức là tất cả những khối cử tri của đảng cộng hòa ở california họ chọn ra một người đại biểu đại diện cho lá phiếu của họ ở trong đảng đối với tổng thống thì Ngô Kỷ năm lần đại diện cho đảng Cộng hòa trên toàn quốc và ông là đại biểu của cử tri của Cộng hòa ở California với ông Reagan và ông Bush hai cái khác nhau còn chữ dân biểu và dân cử là những người có chức chức vị có chức vị ở công quyền và được người dân bầu OK thì nó gọi là elect uh, officer tức là những người dân cử đó, thì hay là dân biểu đó là họ được người dân bỏ phiếu bầu nha. Rồi tiếp tục trong chương trình đặc biệt anh có nói Hoa Kỳ sẽ yêu cầu uh, việc cộng thay đổi thể chế, uh, thay đổi hệ thống tư pháp, điều này hoàn toàn không thể vì uh, làm như vậy khác nào nó tự giải thể. Do đó cuối cùng nó chọn tôi mới quê tôi mới kết luận là nó chọn đứng về phía Trung Quốc. Tại cộng sản vốn không muốn thay đổi thể chế chính trị và vốn không muốn thay đổi hệ thống tư pháp. Do đó, tôi đã đưa ra kết luận là Cộng sản Việt Nam sẽ chọn đứng về Trung Quốc. Tại vì nếu thay đổi thể chế chính trị là coi như Đảng Cộng sản vô thùng rác, tự mình cắt kết liễu mình luôn. Nếu có đảng đối lập, tại vì dân bây giờ nó ngán cộng sản tới tận cổ rồi. Mặc dù còn sợ hãi không dám lật nó, nhưng ngán tới tận cổ rồi bây giờ mà có bầu cử tự do để chọn đảng phái, họ sẽ không chọn cộng sản. Đó là điều duy nhất mà Đảng Cộng sản sẽ không cho phép bầu cử tự do và nó viết trong hiến pháp là một mình đảng cộng sản tự mình quản à, cai trị đất nước. Điều thứ hai là nó càng không cho nền tư pháp tự do và nền tư pháp độc lập. Bởi vì nếu mà có nền tư pháp độc lập tách rời khỏi chính phủ và cái đảng cai trị thì quý vị nghĩ trong vòng một tuần lễ mấy triệu cái đơn khởi kiện đảng cộng sản sẽ được nộp trên tòa. Sẽ có bao nhiêu lá đơn kiện đảng cộng sản nằm ở trên tòa. Do đó quý vị Cộng sản sẽ không cho Tư pháp độc lập và cũng sẽ không cho Đảng đối lập luôn và họ chọn đứng về Trung Quốc là như vậy nha. Rồi tiếp tục à, nếu nga thua thì nga có định bù chiến tranh hay không? Vấn đề đó là do quốc tế quyết định và tòa án quốc tế quyết định. Tôi không có thể quyết định được và tôi cũng có điều là những quốc gia bị thua thì vẫn à, nằm ở cái 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 bối cảnh là bồi thường chiến tranh. Ví dụ như nước Nhật trong đệ nhị thế chiến nước Nhật bị thua thì nước Nhật đã phải bồi thường chiến tranh cho nhiều quốc gia. Thì cái đó là có, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái mức độ và nó còn tùy thuộc vào cái tư thế nữa nha. Chú ơi sao Hoa Kỳ xây đại sứ quán nhiều tiền nhất trong lịch sử vậy chú? Tại vì chi phí xây dựng bây giờ cao. Và thứ nhất là ở những quốc gia đồng minh thì đại sứ quán Hoa Kỳ xây được xây dựng một cách rất bình thường, standard, không có chi phí cao. Còn những quốc gia mà không tin tưởng được mà phải ban giao để vì cái nhu cầu à, ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực đó thì những tòa đại sứ ở những quốc gia mà được xem là à, không tin tưởng đó thì Hoa Kỳ sẽ đổ rất nhiều tiền để xây dựng hạ tầng cơ sở trong tòa đại sứ. Trong đó có những hệ thống phòng thủ, trong đó có những cái hệ thống về an ninh, trong đó có những cái hệ thống về ẩn trú và chứa những cái tài liệu mật. Cho nên cái chi phí rất là cao và hạ tầng cơ sở phải vững chắc để chống lại những cái cuộc gọi là dội bom hay là tấn công bằng đạn rocket từ bên ngoài lỡ một kẻ nào nó núp ở ngoài một hai dặm nó bắn vào thì sao do đó ở những cái quốc gia mà được xem là thiếu an toàn và thiếu an ninh thì hoa kỳ sẽ đầu tư rất nhiều vào tòa đại sứ của họ còn ở những quốc gia giống như là nhật bản nam hàn hay là ở đức ở âu châu hay là ở úc đó, thì tòa đại sứ Hoa Kỳ rất bình thường. Nó không phải là cái gì lớn lao cả, tại vì đây là những quốc gia đồng minh và được Hoa Kỳ tin tưởng, cho nên không cần đầu tư nhiều vào tòa đại sứ. Còn ở những quốc gia mà được xem là thiếu tin tưởng hoặc là bất an hoặc là thiếu an ninh thì Hoa Kỳ sẽ đầu tư rất nhiều tiền để bảo vệ cho cái tòa đại sứ của mình. Do đó họ phải lắp đặt tất cả những hệ thống phòng thủ cần thiết, những hệ thống bảo vệ cho tòa đại sứ và những hạ tầng cơ sở có thể do cho quân đội có thể trú đóng được ít nhất là một à, đại đội một đại đội luôn thay vì những chỗ khác à, chừng một tiểu đội thôi còn ở những cái nơi đó thì họ có thể chứa được cả một đại đội để bảo vệ cho tòa đại sứ chính vì vậy cái hạ tầng cơ sở đó tốn rất nhiều tiền nha rồi à cảm ơn anh hay cho câu cho bằng candy bán muối thì đối với một số những kẻ mà bị bịp bọm ở trong cộng đồng Việt Nam họ vẫn coi cho mccain là người hỗ trợ cho họ là người giúp đỡ cho họ nhưng mà trong mắt của tôi cho mccain là kẻ phản bội và cho mccain là kẻ thỏa hiệp với cộng sản và cho mccain là kẻ bịp bọn bởi vì cho mccain không hề đóng góp bất kỳ một cái điều gì ở trong cái việc vận động cho tất cả những quân cán chính việt nam cộng hòa được định cư tại mỹ ngoại trừ cái đạo luật ông ta tự viết ở trên sàn thượng viện và đặt tên của ông ta luôn là đạo luật cho Macken để tu chính lại một phần cho cái vấn đề gọi là dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi. Nhưng mà chỉ có một cái góc này ông ta làm thôi. Nhưng mà ông ta đã tím cái công trạng của cả tổng thống Ronald Reagan và tổng thống Bush và tướng Westmoreland. Tại vì công trạng đưa tất cả những HO qua Mỹ là do ba người này. Nó không có liên quan gì cho Macken hết nhưng qua cái miệng của À, nhạc bất quần Nam Lộc Thì nó biến thành công trạng của John McCain Là có công đưa HO qua Mỹ No, John McCain không có công trạng này John McCain chỉ có tu chính là bởi vì Thời điểm đó luật di trú của Mỹ Là đòi hỏi trên 18 tuổi Là tách rời độc lập không dính tới cha mẹ Không được phép đi theo cha mẹ qua Mỹ Nhưng mà những người nộp hồ sơ đó, Lúc họ nộp sơ con cái họ dưới 18 tuổi Khi được phỏng vấn thì trên 18 tuổi rồi thì cái này nó không có được công bằng thì cho ken tu chính lại cái phần đó chỉ có cái phần đó được tu chính lại thôi mà bây giờ claim là toàn bộ ho qua mỹ là do cho ken đưa qua đó là tầm bậy tầm bạ đó là cái uh, sự bịp bọm của đám cánh tả và nam Lộc cấu kết với nhau cướp công trạng của tổng thống ronald reagan của tướng westmoreland và của ông busha tại vì người ký cho tất cả ho qua mỹ là tổng thống busha rõ ràng chưa, ok? Rồi từ đầu cuộc chiến nga và Ukraine Trung Quốc, Việt Nam bỏ phiếu chống à, nhưng mới đây ở à, Trung Quốc và Việt Nam bỏ phiếu thuận. Liệu nga đã hết giá trị trước à, Trung Quốc nên Trung Quốc đã kêu chư hầu Việt Nam bỏ theo. Tôi chưa biết. Có điều là bây giờ cộng sản Việt Nam thấy rõ là bây giờ phải giữ khoảng cách với nga. Nếu như không sẽ bị trừng phạt. Tại vì nó thấy rõ ràng là Trung Quốc đã bị ép như vậy rồi mà Trung Quốc là nước lớn mà còn bị quốc tế ép như vậy thì tới Cộng sản Việt Nam chả là nghĩa lý gì hết cho nên nó lật đặt phải bỏ phiếu thuận là bởi vì thứ nhất là bây giờ mua vũ khí của Nga không được nữa rồi và bây giờ đang tìm cái nguồn xăng dầu khác thay thế cho Nga tại vì 65% nguồn năng lượng về xăng dầu là nhập cản từ Nga thì bây giờ Cộng sản phải tìm cách giữ khoảng cách với Nga chứ chúng tôi sẽ bị phạt sẽ bị trừng phạt kinh tế hay sao nha anh nghĩ Sinawatra sẽ đắc cử thủ tướng Thái Lan không thăm dò cho thấy họ dẫn trước đối thủ là con gái của Sinawatra con gái của ông đang tranh cử và đang dẫn đầu khối phiếu bởi vì dân Thái Lan không thích ông Prayut tại vì ông Prayut không phải là một người à, dân sự ông ta xuất thân là quân đội và ông ta đã thực hiện cuộc đảo chánh năm 2014 Do đó, người ta không thích ông ta và cuối cùng bây giờ người ta chọn con gái của Sinawatra. Thì bây giờ chưa biết phải chờ cuộc bầu cử của Thái Lan ra sao đã nha. Bốn dân biểu Hạ viện đề xuất trừng phạt Cộng an, Cộng sản Việt Nam và quan chức. Anh đánh giá có khả năng không? và quả... Tôi chắc chắn với quý vị, nếu mà lưỡng đảng đã đưa ra đệ trình này đó, thì nó sẽ tương tự như năm 2004. Tức là Hạ viện thông qua gần như tuyệt đối. Hạ viện sẽ thông qua gần như tuyệt đối. Mà thời điểm đó ở Hạ viện và Thượng viện đã có những thành phần được cộng sản lobby để chống nhưng mà năm 2004 là 400 phiếu đã thông qua thì bây giờ tôi nghĩ rằng con số này cũng trèm tròm trèm 400 phiếu tức là vượt quá 2 phần 3 khối phiếu rồi và trên sàn thượng viện thì cộng sản đã không còn một đồng minh nào hết ngày xưa năm 2004 cộng sản có hai đồng minh thân cận là John Kerry và John McCain hai nhân vật này cộng thêm với Hillary Clinton, do đó cho McCain nắm cái quỹ ban nhân quyền, ông ta đã chặn cái dự luật này ngay cái cửa vào thượng thượng viện, cho nên cái dự luật nhân quyền năm 2004 đã bị giết chết một cách tức tuổi ở trên sàn thượng viện bởi cho John, uh, John Kerry, nhưng bây giờ cho McCain thì đi bắn muối, Hillary thì về hưu, còn John Kerry bây giờ không còn là thượng nghị sĩ nữa mà là uh, đặc sứ về môi trường của uh, Joe Biden coi như là không còn cộng sản không còn một đồng minh nào ở trên sàn thượng viện hết cho nên nếu nó được thông qua ở sàn hạ viện thì nó sẽ được đưa lên sàn thượng viện và tôi nghĩ rằng sàn thượng viện cũng sẽ thông qua đa số tuyệt đối nha yeah. rồi tiếp tục vào wow. à Người ta gọi châu Âu, châu Á hay châu Phi Nhưng em thật sự của anh thấy em nói ngược lại à, No, ở bên chúng tôi Trước 75 chúng tôi gọi là Á châu, Âu châu và Phi châu còn cộng sản nó ngồi ngược lại cộng sản mới là kẻ ngồi ngược ví dụ như chữ bảo đảm thì cộng sản gọi là đảm bảo rồi chữ khai triển thì cộng sản gọi là triển khai chính cộng sản là những kẻ nói ngược ví dụ như chữ khai triển là bởi vì sao nó dựa trên cái khung chữ nghĩa của cái từ nho Việt hán việt tức là khai hoang khai trương khai triển chứ không ai nói triển khai cả cộng sản mới là người nói ngược nha rồi tiếp tục à, không công khai kêu gọi người dân bầu ông Trump như Thủ tướng, à, tại vì Putin đâu phải là đồng minh của ông Trump. Có thể đôi bên có một cái nhìn thiện cảm với nhau, nhưng Putin không phải là đồng minh của ông Trump. Ông Trump đã từng tuyên bố rất rõ ràng, ông không có lên án Putin, nhưng mà ông cũng không phải là ủng hộ cho Putin. Ông chỉ khen Putin là một kẻ thông minh thôi. Nhưng mà cái đám báo chí canh tả nó gán nhãn giống như ông Minh. Ông Trump là đồng minh của Putin Chưa bao giờ Ông Trump chưa bao giờ là đồng minh của Putin cả Do đó Hai bên không có liên hệ gì với nhau hết Chuyện ông Trump làm ông Trump làm Chuyện Putin làm Putin làm Đừng có ngồi đó mà Đưa những cái tin dám như giống như là Ông Trump là đồng minh của Putin Putin phải ủng hộ cho ông Trump vậy Không có chuyện đó nha Rồi tiếp tục à Wow à, Lướt qua Cảm ơn à, Như Định Hay Như Định à, Đinh à, đóng góp 20 Mỹ Kim Con chúc cô Mai ngày lễ Ma vui Và chúc cô chú cuối tuần vui vẻ Cảm ơn con rất là nhiều Rồi tiếp tục à, Kinh tế thế giới giảm sản xuất à, Giảm đi bầu trời cũng trong xanh hơn Thật sự quý vị Lần này cái cuộc khủng hoảng nó bắt nguồn từ cái năng lượng và lạm phát cao Tôi chưa biết lần này nó giống như những lần trước hay không nhưng lần này có tác động thêm cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sự đe dọa của Trung Quốc với Đài Loan. Có thể lần này trận suy thoái trên toàn thế giới sẽ kéo dài hơn nha. À. Ok, à. vấn đề biên giới thấy phức tạp hơn không biết có cách nào giải quyết được không anh Phong? Chả có cái gì cả, vấn đề là cứng rắn. Tại vì nó phải là sự công bằng. Những người mà họ bảo lãnh cho gia đình thân nhân một cách hợp pháp, họ phải chờ đợi mười mấy năm để bảo lãnh cho gia đình và thân nhân qua trong khi những kẻ bất hợp pháp chỉ cần xông qua biên giới là có cái quyền ở cư trú rồi thì điều này là, là bất công mà chính quyền joe biden và đảng dân chủ muốn điều này tại vì họ muốn tăng cái khối lượng phiếu của họ trong tương lai do đó họ chơi cái trò này chứ chẳng có gì phức tạp cả vấn đề còn lại là làm sao chúng ta cứng rắn trong vấn đề này thì bây giờ quốc hội đang làm việc và kể cả trong cái cuộc bầu cử năm 2024, chúng ta sẽ siết chặt vấn đề này. Muốn qua Mỹ không ai cản, nhưng phải qua một cách hợp pháp. Chứ không thể đi cái trò bất hợp pháp băng ngang qua biên giới, xong vào lãnh thổ, xong rồi tự nhiên có cái quyền cư trú đi làm. Nó sẽ bất công cho những người ở bên đây. Đó là cái mà tôi đã nói với quý vị, đó là sự bất công đó. Còn cái đám đạo đức giả lúc nào cũng đòi hỏi bình đẳng, vậy có bình đẳng với những người ở bên đây không? Thì quý vị nhìn lại quý vị thấy rồi đó. Trong khi những người đó họ tuân thủ luật pháp, họ bảo lãnh gia đình, họ chờ đợi mười mấy năm. Còn mấy tên, mấy kẻ mà bất hợp pháp xong qua một cái là có cái quyền được cư trú liền. Cái đó là bất công cho họ nha. Rồi tiếp tục. À... Công đoàn luôn bị công kích bên Mỹ vì nhiều lý do vì sao Việt Nam cần phải có công đoàn. No. Công đoàn bị công kích là sự tham lam của những kẻ lãnh đạo công đoàn. Cho nên chúng tôi công kích những kẻ là sử dụng công đoàn như một thứ vũ khí chính trị. Còn ở Việt Nam họ đòi hỏi có công đoàn độc lập là bởi vì nó bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Ví dụ, trên luật quốc tế công nhân làm đúng 8 tiếng. Đó là cái tiêu chuẩn quốc tế, nhưng ở Việt Nam công nhân phải làm tới 10 tiếng. Rồi môi trường làm việc, rồi quyền lợi bảo hiểm sức khỏe như thế nào? và lương trả cho những lời overtime như thế nào. Do đó, họ đòi hỏi có sự công đoàn độc lập để bảo vệ cho quyền lợi công nhân ở Việt Nam. Nó khác. Còn ở Mỹ này, công đoàn khởi đời khởi đi từ một nhóm người ái nhĩ lan. Thì họ tìm cách đòi sự công bằng trong cái thời điểm, cái thời điểm của mấy chục năm trước. Tức là thời điểm mà một số những ông chủ công ty vẫn có cái thái độ bóc lột. Nhưng mà dần dần nó gột rửa với sự tranh đấu của công đoàn. Thì cái lương công nhân và cái mức sống của công nhân đã được cải thiện rất nhiều, cho nên chế độ tư bản không còn mà giống như giống như là bóc lột, mà ngược lại xã hội chủ nghĩa mới bóc lột. Có điều là những kẻ lãnh đạo công đoàn lợi dụng cái số đông của công nhân để làm lá phiếu uy hiếp đối với các chính, chính trị gia, thì điều này là điều không thể chấp nhận được. Công đoàn anh chỉ tranh đấu quyền lợi cho công nhân, chứ không thể nào sử dụng cái lực lượng công nhân đó làm một thứ vũ khí chính trị uy hiếp người khác. Bởi vì ở bên Mỹ á, thì tôi ghét công đoàn lắm. Cá nhân tôi không ưa công đoàn. Nhưng mà ở những cái xã hội bất công như ở Việt Nam, nó cần có công đoàn để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Tại vì lãnh đạo công đoàn ở xứ Mỹ này quý vị, thì á, thành phần công nhân nằm ở trong cái hội đồng quản trị không được bao nhiêu hết. Phần còn lại toàn là đám luật sư không. Lãnh đạo công đoàn toàn là đám luật sư không à. Do đó, nó trở thành một thứ công cụ chính trị nha rồi tiếp tục à rồi lướt qua những cái tôi đọc rồi nha ok à nếu Biden thỏa hiệp với đảng Cộng Hòa hoặc để cho vỡ nợ thì John Kerry sẽ tức tối lắm anh Phong. John Kerry chả có nói to đâu bây giờ ông ta chỉ lo về vấn đề khí hậu thôi. Ông ta chả có liên can gì tới cái ngân sách quốc gia cả. Vấn đề là bây giờ Joe Biden phải cắt giảm tất cả những chi phí của liên bang để đổi lại tháo gỡ cái giới hạn nợ trần 1.500 tỷ Mỹ Kim. Còn nếu không thì vỡ nợ. Đơn giản thôi. Và bây giờ Châu bên không muốn cắt là như vậy. nha Rồi tiếp tục. À... Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Wow, à cảm ơn người nào đây Đinh Ngọc Danh đóng góp tiền Việt Nam 49.000 cảm ơn rất là nhiều à khi cánh tả sụp đổ tôi nghĩ ông Trump sẽ mất bình tĩnh với CNN ông Trump bật thầy truyền thông lần này ông thay đổi thái độ ông hòa thật sự quý vị ông là con ông là một nhân vật cao thủ trong giới truyền thông có thể ông không có kinh nghiệm chính trị nhưng mà ông là cao thủ trong giới truyền thông ông biết cách xuất hiện trên truyền thông như thế nào để mà có được đám đông do đó ông Trump là một người rất giỏi về truyền thông. Có điều là lần này thì cái đám cánh tả nó rất là tức CNN. Tại vì nó thấy một cái hình ảnh, ảnh rất chững chạc của Donald Trump. Nó tức ói máu. Trước đó tại sao nó không phản đối? Và nó không biểu tình để chống CNN. Mà nó đợi khi mà cái chương trình phát ra rồi thì nó mới lên cơn. Là bởi vì nó thấy một cái hình ảnh, ảnh Donald Trump hoàn toàn khác và có tính chất thuyết phục với khối cử tri. Cho nên nó tức là như vậy nha. Ok à. Khai triển, triển khai, khai trương à. Khai hóa, khai hoang, khai mộ Đúng, tất cả là chữ khai đi đầu Trên cộng sản là những kẻ đẻ ngược Cái gì nó cũng đảo ngược chữ đó. Nó không có chữ khác thì nó đảo ngược chữ Để khác với miền Nam Việt Nam Cái đó là cái lối nó cố tình Nó xóa bỏ cái văn hóa của miền Nam đó Nha Rồi tiếp tục À mời anh phong ly cà phê việt ok cảm ơn đinh ngọc doanh rất là nhiều rồi con ơi con những cái câu hỏi mà con à, à, con hỏi những câu hỏi chú không có câu trả lời cho nên chú phải block con nha tại những câu hỏi này là những câu hỏi vớ vẩn quá đi con nha putin à, là cộng sản nga độc tài ông trump là tư bản làm nước à, hai cái trái nghịch nhau về tư tưởng cho quốc gia mình thật sự quý vị đứng một cái nhìn bình tĩnh thì ai cũng làm việc cho quốc gia nhưng cách điều hành quốc gia và cách lãnh đạo nó dẫn tới sự phán xét của người dân là kẻ độc tài hay không độc tài yêu nước hay không yêu nước hay là những kẻ sống nhờ chính trị còn tất cả những kẻ những người mà làm việc cho những cái uh, hệ thống này đó tôi nghĩ rằng là họ ra làm việc là và, là vì đất nước nhiều hơn có điều là cái phương cách và cái đợi, mục tiêu của họ khác nhau nha Anh Phong nói với bà Michelle, à, dân chữ bà Steele, Michelle Steele, tức là cái họ của bà là họ của ông Do Thái, ông chồng bà là Do Thái, ông bà là người Đại hàng, nhưng ông chồng là Do Thái, Sean Steele là chồng của bà. Sean Steele từng là chủ tịch hội đồng quản trị của quận Cam. Sean Steele từng là à, chủ tịch đảng Cộng Hòa tại quận Cam. Và hiện nay Sean Steele là một trong 11 đại biểu đứng đầu của đảng Cộng Hòa trên toàn quốc và bà Michelle Steele là người gốc Đại Hàn. Trước đây bà là giám sát viên quận Cam và bây giờ bà là dân biểu liên bang. Thì bà là người đã đệ trình cái dự luật này. Thì có cái ta Lu Korea nhảy theo ăn ké. Ok. Thì dự luật này sẽ được đệ trình trên sàn của Hạ viện. Sau khi mà nó, nó được thông qua cái tiểu quý ban Thì nó sẽ được bỏ phiếu trên toàn Hạ viện. Tôi nghĩ tuần tới. Tuần tới sẽ thúc đẩy chuyện này. Tại vì tất cả sẽ diễn ra trước khi Võ Văn Thưởng hay Nguyễn Phúc Trọng có mặt tại Hoa Kỳ. Nha. Rồi tiếp tục vào wow, à Anh có nói, có nói người dân tự nâng cao kiến thức của mình mới thay đổi được thể chế. Anh có hiểu được cách cai trị của nhà cầm quyền đối với dân đen không? Tôi biết chứ. Tại vì tôi là nạn nhân của sự cai trị đó và tôi là nạn nhân của sự đàn áp đó mà. Ít nhất tôi sống ở Việt Nam 10 năm sau khi Cộng sản cưỡng chiếm. Tôi hiểu chứ, tôi là người, là nạn nhân trực tiếp mà. Chính vì vậy, tôi muốn người dân Việt Nam có thêm kiến thức. Tại vì nếu không đủ kiến thức, họ vẫn còn sợ rất là nhiều. Chỉ giúp cho họ vượt qua được sự sợ hãi là trang bị đầy đủ kiến thức. Khi có đầy đủ kiến thức, người ta sẽ tình nguyện làm việc và không cần phải ai kêu gọi hết. Khi họ có đầy đủ kiến thức, họ nhìn thấy được tất cả những cái và họ tự phân tích tất cả những sự bất công trong xã hội đó họ sẽ tự mình đứng lên và không cần ai kêu gọi họ hết còn ngày nào họ thiếu kiến thức không đủ kiến thức thì sự sợ hãi còn rất nhiều đó là lý do tôi nói cái gốc chính là chỗ đó còn bây giờ có kêu gọi khản cổ họ sợ họ vẫn sợ tại vì họ không đủ trình độ và kiến thức đến lúc mà họ đủ trình độ và kiến thức họ không còn sợ nữa họ biết họ phải làm gì khi họ đủ kiến thức và họ biết họ biết họ biết cái cách để họ có thể tranh đấu và không cần ai xúi họ hay là thúc đẩy họ hay kích động họ hết đó là sự khác biệt đó nha rồi tiếp tục à có khả năng Biden ân xá cho con trai của ông ta nếu bị truy tố không thì ông ta có quyền làm nhưng nếu mà ông ta làm thì ông ta tự đốt ông ta luôn và người Mỹ sẽ coi đó là hành động lạm quyền và lúc đó ông ta sẽ đối diện với một cái dư luận Và ông ta sẽ tự tạc một cái vết mực lớn vào cuộc đời chính trị của ông ta Nếu như ông ta tự ân xá cho con trai của mình nha yeah. Rồi tiếp tục à Nếu Putin sụp đổ em nghĩ cánh tao châu sẽ dựng lên một tổng thống Nga đồng điệu cánh tả để cải tổ để cải cách thể chế cho họ cho Nga vào NATO không? Thứ nhất là họ đang có một đồng minh là Navalny đang bị tống vào trong nhà tù ở nga đó và navani là nhân vật cực tả y trang giống họ 97 họ thổi phòng navani rất là nhiều trong khi người cái người kế tiếp là petroskov là một người chống putin nhưng lại thuộc phía bảo thủ thì đám cánh tả bỏ rơi hết không ai biết tới petroskov là ai cả trong khi petroskov đang bị giam lỏng tại nhà bởi vì phản đối cái thái độ bộ độc tài của putin nhưng ổng lại là một người theo khuynh hướng bảo thủ Giống như là ông Oban của Hungary Thì đám cánh tả bỏ rơi ngay Không thèm quan tâm tới ổng Mà nó chỉ thổi phòng lăng xe Navani thôi Nha Hạ viện sẽ nâng nợ trần công chú à, Điều gì xảy ra hay nếu Hạ viện không nâng nợ trần Hạ viện đã nâng Họ cho phép tháo gỡ nợ trần thêm 1.500 tỷ Với điều kiện Joe Biden Cái bản kế hoạch đó đã được thông qua rồi và Joe Biden phải cắt giảm các chi phí của liên bang. Vấn đề là Joe Biden vẫn không chịu. Ông ta muốn nhận 1.500 tỷ nhưng ông ta không muốn cắt giảm cái gì hết. Và đó là điều bất cả, đó là điều mà Joe Biden uh, không muốn đối thoại là như vậy. Và tuần này sẽ đối thoại nè nha. Rồi tiếp tục. Ok à Wow, à lúc qua Phong cho anh Ngô Kỵ nói anh mới là người có công đưa h qua Mỹ. Ngô Kỵ chưa bao giờ nói chuyện đó. Ngô Kỵ chỉ nói là Ngô Kỵ có phần đóng góp trong việc mà thúc đẩy Tổng thống Busha. Để mà giúp cho những h thôi. Chứ không phải ông ta, anh ta nói là anh ta người có công. Mà người có công chính thức là bà Khúc Minh Thơ. Còn Ngô Kỵ là người tác động lên Tổng thống Busha. Bởi vì lúc đó ảnh là đại biểu của Busha. Và chính Jeb Bush là người đã bay qua Việt Nam năm 1991. Chính Jeb Bush là người đã bay qua để mà ta có một cái final agreement, tức là một cái bản thỏa thuận sau cùng với Cộng sản. Trước khi Tổng thống Bush ra ký cái xác luật đó. Thì ông à, ông kỹ là có cái uh, cái cái sự đóng góp ở trong đó chứ ông chưa bao giờ ông nói ông là người có công cả. Tại vì công đó là công trạng của bà Cúc Minh Thơ bà là người thúc đẩy tướng Westmoreland nói với tổng thống Ronald Reagan năm 1982-83 thì lúc đó ông Reagan có nói với ông Westmoreland tại vì ông Westmoreland đã được tổng thống Reagan mời tới tòa Bạch ốc để trao cái huân chương danh dự quốc gia. Thì lúc đó ông Westmoreland đã nhắc nhở ông Reagan là mặc dù là miền Nam Việt Nam đã bị mất đi nhưng chúng ta còn rất nhiều những binh sĩ đồng minh đang bị bức hại bên đó và không hy vọng rằng tổng thống sẽ giúp đỡ thì ông Reagan đã cam kết với lại tướng Westmoreland là đợi cái nhiệm kỳ thứ hai là năm 1984 ông sẽ bắt đầu thúc đẩy chuyện này thì ông là là người đã thúc đẩy tuy nhiên tới khi mà ông hết nhiệm kỳ vẫn chưa xong thì tổng thống Bush là người tiếp nối cái chính sách này và tổng thống Bush là người đã ký năm 1992 để mà xóa bỏ lệnh cấm vận đối với cộng sản Việt Nam đổi lại Cộng sản Việt Nam đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của Hoa Kỳ. Thì Tổng thống Cha dừng lại, à, Busha, Tổng thống Busha dừng lại chỗ đó. Đến năm 1995, Bill Clinton là người thúc đẩy kết nối ban giao với Cộng sản Việt Nam. Do đó quý vị, câu chuyện của đó, nhiều người qua Mỹ, tới bây giờ, ngay cả cô em gái Trà My là chủ tịch cộng đồng ở Georgia hôm trước mà ở Atlanta đó, mà tôi qua đó tôi hỏi, tại gia đình em qua Mỹ HO đúng không? Vậy thì em nghĩ là ai là người giúp cho em? Cố trả lời tính veo à? Cho mà Thì tôi mới thấy được là cái trò rất là điếm đàn của Nam Lộc. Tại vì Nam Lộc là công cụ của cho mà Và ông ta đã sử dụng cái vị thế giúp đỡ người à, tị nạn trong cái lúc mà tìm kiếm những nhà bảo trợ thời thời điểm đó đó quý vị. Và ông ta đã sử dụng cái tư thế đó để mà khuynh loát những cơ quan truyền thông cánh tả. Tung tin ra là cho mà là người có công đưa HO qua. Nhưng mà người có công thật sự là bà Khúc Minh Thơ. Bà là người đã nói chuyện với lại tướng Westmoreland. Và tướng Westmoreland đã nói với Reagan. Do đó quý vị, những người HO qua Mỹ công trạng thật sự là bà Khúc Minh Thơ. Và nếu mà nói là những người giúp đỡ cho h uh, HO qua Mỹ là Tổng thống Ronald Reagan, tướng Westmoreland và Tổng thống Busha Và trong đó có cả Jeff Bush. Lúc đó Jeff Bush còn trẻ là Bush đã được cha thân phụ của mình là ông tổng thống Bush phái qua Việt Nam để mà thảo luận với cộng sản Việt Nam nha. Yeah. Rồi tiếp tục vào, wow. đồng ý với chấp nhận những người đồng tính nhưng không chấp nhận việc chuyển đổi giới tính cũng như không ủng hộ việc phá thai lấy tiền thuế của người làm việc đó là tạo lao đúng. Tôi vẫn chấp nhận những người đồng tính và tôi vẫn tôn trọng những người chuyển giới nếu như họ dùng chính đồng tiền của họ để chuyển giới thì đối với tôi không có vấn đề ở đây tôi có hai đứa nó gọi tôi bằng chú một đứa gọi tôi bằng chú một đứa gọi tôi bằng anh đều là chuyển giới đó thứ nhất là cát tuyền cát tuyền là một người chuyển giới và người thứ hai cái tên gì đó là gọi tôi bằng bằng anh đó, đang sống ở texas thì quý vị hai người này đều là chuyển giới hết đối với tôi không có vấn đề tại vì họ dùng tiền túi của mình qua thái lan để chuyển giới họ không lạm dụng đồng tiền của người đóng thuế do đó đối với tôi là chuyện bình thường và vẫn có những cái, cái cái giao hảo bình thường không có gì gọi là phân biệt đối xử cả nếu quý vị là người chuyển giới dùng chính đồng tiền của quý vị để chuyển giới không ai nói còn đi lạm dụng tiền thuế của người khác là điều không thể chấp nhận được lạm dụng tiền thuế người khác để thỏa mãn sở thích cá nhân của mình là điều không thể chấp nhận được nha yeah. rồi tiếp tục à con nói chuyện chính trị trong bàn ăn chung với bà con dòng họ thì họ đồng lạc im lặng dù họ hoàn toàn bất mãn những bất công trong chế độ nỗi sợ in sâu và tiềm thức khó thay đổi bởi vì họ hàng con không đủ trình độ và không đủ kiến thức cho nên họ sợ còn nếu đủ trình độ và kiến thức họ sẽ không sợ nữa ok nếu Hoa Kỳ sắp vỡ nợ liệu Trung Quốc có bơm tiền giúp để lấy lòng Hoa Kỳ không? No. Trung Quốc còn không xong, Hoa Kỳ vỡ nợ, Trung Quốc còn thê thảm hơn. Trung Quốc bây giờ thâm thủng ngân sách rất nặng này, do đó, chả có gì cả, có điều là khi Hoa Kỳ vỡ nợ thì những quốc gia nắm trái phiếu của Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn, thách thức. thì nước đứng đầu là nước Nhật đứng nhì là Trung Quốc, tại vì hai nước này nắm nhiều trái phiếu của Hoa Kỳ nhất, mà khi Hoa Kỳ vỡ nợ thì hơi phiền cho họ nha. Rồi à, Vào lướt qua một số những cái à... Em nghĩ ông Trọng là cảnh sát trưởng Của trạm cảnh sát trung cộng Cũng như họ đặt trạm cảnh sát ở bên Mỹ Thật sự quý vị Nguyễn Phú Trọng rất là mừng khi được mời Joe Biden mời Bởi vì Nguyễn Phú Trọng đã bị ép tới ngọc thở ở Trung Quốc rồi Nhưng mà lần này đó quý vị Nguyễn Phú Trọng của Hoa Mỹ cũng chả làm được gì hết Bởi vì cái chính sách của Hoa Kỳ đã rất rõ ràng Do đó, vấn đề còn lại Nguyễn Phú Trọng tự quyết định cho cái đảng của ông ta. Lần này sẽ không còn cái tình trạng gọi là mua thời gian nữa nha. À wow lúc qua à Xuất khẩu lao động từ Việt Nam sang Hàn Quốc tăng vọt à ủng ở, ở ứng viên 1.3 là sao? Ứng viên 1.3, tôi không biết tăng hay không. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng là những người đi qua xuất khẩu lao động đều tìm cách trốn ở lại hết. Và chính sách của Hàn Quốc bây giờ đang siết chặt về vấn đề này. Chứ tôi không thấy tăng vọt kiểu nào. Tăng vọt là cái lượng người đi xin đi thì tăng vọt. Nhưng mà cái việc chấp thuận vào hay không á thì bị giảm đi. Tức là lúc trước ví dụ có 1.000 người sinh, bây giờ lên tới 3.000 người sinh. Nhưng mà cái quota của Nam Hàn nhận người vào á thì vẫn như vậy và có thể giảm đi nữa. Sau những cái biến động liên quan tới vấn đề trốn ở lại và núp trong một cái máy bay của quốc hội bay tới mà nó còn trốn ở lại luôn nữa cho đó tôi nghĩ rằng số lượng người sinh thì tăng nhưng mà số lượng người nhập cảnh nam hàng thì bị giảm nha yeah. rồi tiếp tục à trước năm 1975 nhiều từ ngữ miền Nam nghe đất em tai sau đó bị uh, xóa bỏ tức gì uh, uh, yeah. Lúc cầu đi sửa thành bóng đá, phi trường thì thành sân bay, à, kỹ nghệ thì cành công nghiệp, xa lộ thành cao tốc, sổ thành hồn thành hộ hồ chiếu. Còn nhiều lắm. Còn nhiều chữ lắm. Và nó cố tình nó xóa bỏ cái văn hóa của miền Nam, cho nên nó không dùng chữ của miền Nam. Mà nó dùng chữ ở ngoài Bắc áp đặt vào và những chữ đó thì lại không có đủ nghĩa. Những chữ đó thì không có đủ nghĩa gì cả nha. Rồi tiếp tục OK, à, Ái Xuân đúng rồi, Ái Xuân tôi lâu quá ông nhớ, lại lâu quá rồi không có gặp. Thì Ái Xuân đang ở Texas, thì Ái Xuân là người chuyển giới luôn. Và Cát Tuyền cũng là người chuyển giới luôn. Đối với tôi những người này không có vấn đề gì cả. Ái Xuân thì vẫn gọi tôi với bà bà xã tôi là anh chị, còn Cát Tuyền thì gọi cô chú, tại vì uh, trước đó Cát Tuyền là vợ của uh, 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 con của Bạch Mai là con dâu của Bạch Mai mà Bạch Mai thì là sư tỷ của Phượng Mai thì à, uh, Trinh Nhân vợ của Trinh Nhân thì sau đó qua Mỹ thì uh, các tuyển vẫn gọi chúng tôi bằng cô chú vẫn gặp gỡ bình thường đâu có gì đâu tức là họ sử dụng đồng tiền của họ làm ra để họ đi chuyển giới thì có tôi còn tôn trọng họ nữa tôi còn tôn trọng họ nữa còn những kẻ cố tình gọi là cấy vô đầu mấy đứa nhỏ vị thành niên mày là người chuyển giới là cái đoạn đó không được chấp nhận Cố tình cấy vào đầu mấy đứa nhỏ Rồi suối bảy mấy đứa nhỏ Là đi chuyển giới Rồi sử dụng cái ngân sách liên bang Tức là tiền thuế của người dân Để mà để mình được chuyển giới Thì cái đó là cái đồ tầm bậy tầm bạ Không chấp nhận được Không chấp nhận được Tại vì một cái cơ thể Khi mà phát triển lên Thì phải đợi nó sau 18 tuổi Nó mới có được quyền quyết định cho cuộc đời của nó Là giới tính nào không thể lợi dụng nó ở từ 12, 13 tuổi cho tới 17 tuổi. Là suối nó chuyển giới rồi kêu giấu luôn cả cha mẹ luôn. Đó là hành động bất nhân và đó là hành động uh, vô liêm sĩ Mà bây giờ nó đang sắp động cái chuyện này ở trong các trường trung học ở Mỹ rất nhiều. Thì quý vị, đây là hành động không thể chấp nhận được. Bởi vì những đứa trẻ ở tuổi 12 tới 17 không thể tự quyết định cho cuộc đời của nó. Phải có sự giám hộ của cha mẹ. 18 tuổi là cái tuổi nó độc lập. Nó có quyền chọn. Do đó quý vị, cái đám tham lam mà trong cái giới đồng tính chuyển giới đó là nó cố tình thứ nhất là nó đưa cái giảng dạy về thuyết đồng tính ở trong đó là nó cấy vào não và nó cố tình tẩy não mấy đứa nhỏ. Và thứ hai là sử dụng cái nguồn ngân sách tiền thuế của người dân để làm những trò này để nó được tăng dân số. Do đó quý vị Điều mà chúng ta phản đối là điều này chứ chúng ta không có kỳ thị người chuyển giới hay là người đồng tính. Họ vẫn là một cái cộng đồng bình thường giống như những cộng đồng khác thôi. Vấn đề là những kẻ ở trong cái cộng đồng đó quá tham lam. Nó đòi hỏi những chuyện mà chúng ta không chấp nhận được nha. Rồi tiếp tục. Wow, à. Ok, à sau khi anh giao vũ khí tầm xa cho Ukraine thì Mỹ có chuyển giao vũ khí tầm xa cho Ukraine không anh? Tôi không biết. Bởi vì tôi tùy thuộc vào Joe Biden mức độ tránh né của ông ta tới mức độ nào. Mức độ tránh né của ông ta không muốn đối đầu trực tiếp với Nga. Tôi nói thiệt với quý vị bây giờ có giao thêm vũ khí tầm xa hay con khỉ gì nữa thì Ukraine cũng không thắng được. Và Nga cũng chưa chắc thắng được. Cuộc chiến này sẽ kéo dài. Vấn đề không phải là vũ khí tầm xa hay vũ khí tầm ngắn Vấn đề là cái giải pháp giải quyết vụ án này như thế nào? Giải quyết cái cuộc chiến này như thế nào? Muốn dứt khoát một lần đưa tất cả 31 quốc gia NATO đối đầu với Nga. Còn nếu không, chấp nhận thỏa hiệp với Nga đi. Mất luôn Ukraine. Và Ukraine phải mất một phần lãnh thổ. Còn bây giờ tránh né chạy vòng vòng. Thì cái vấn đề không phải là vũ khí mới cũ, vũ khí nặng hay nhẹ. Vấn đề ở chỗ là làm cách nào giải quyết cuộc chiến này một mình Ukraine không đủ sức đánh bại nước Nga. Nếu không có những lực lượng đồng minh của Hoa Kỳ, thì cuộc chiến này vẫn kéo dài. nha. Rồi, tiếp tục. À... Ok. À... Wow. Chỉ cần xóa bỏ One China Policy thì vấn đề Đài Loan được giải quyết một cách nhanh chóng, ít tốn kém và dễ dàng. Nhưng tại sao cả hai đời tổng thống 45 và 46 không xóa bỏ về ảnh? Thứ nhất, ông 45 đang dọn đường để làm chuyện này. Lúc đó, tôi nhớ là ông đã tạo rất nhiều những cái... Uh, ông xóa bỏ một số những cái đầu cản để bắt đầu đi tới tiền này. Thì lúc đó ông hết nhiệm kỳ. Thứ nhất là ông đã ban hành cái đạo luật là Taiwan Travel Act. Trong đó cho phép tất cả các giới chức Hoa Kỳ và Đài Loan được thăm viếng lẫn nhau trên cương vị của họ đang có trước khi mà ông trump ban hành cái luật này đó thì những người ở đài loan mà giới chức đài loan mà qua hoa kỳ đó họ phải dùng danh nghĩa cá nhân những giới chức hoa kỳ qua đài loan cũng dùng danh nghĩa cá nhân chứ không được dùng cái chức vị chính, chính thức của họ thì sao cái đạo luật này của ông trump là họ được sử dụng chính thức thì việc này là một trong những cái bước dọn đường và những ngày cuối cùng trước khi ông trump rời khỏi nhiệm kỳ chính ngoại trưởng Mike Pompeo tháo hết tất cả những cái rào cản ngoại giao ra là họ đang dọn đường cho việc thừa nhận cái Đài Loan độc lập và quan trai, xóa bỏ quan China policy nhưng mà đến đó thì ngưng rồi ông Trump hết còn hết nhiệm kỳ rồi thì tới Joe Biden nếu mà ông ta thúc đẩy tiếp thì đến bây giờ tôi nghĩ rằng là nó đã xong nhưng mà Joe Biden lên câu đầu tiên ông ta nói là chúng tôi tuân thủ cái One China policy cho nên quý vị tình trạng mới bị dây dây dưa tới bây giờ. Tức là ông ta ông ta không chịu xóa bỏ. Ông Trump đã tạo ra cái nền tảng cho ông ta xóa bỏ nhưng ông ta không làm. Thì bây giờ tới phiên quốc hội Hoa Kỳ làm. Tại vì thức quốc hội Hoa Kỳ là do đảng Cộng hòa kiểm soát ở Hạ Viện. Bây giờ họ bắt đầu làm. Thì để coi sao đã nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À... Ok, à, Wow, thích câu cây gậy cố gắng đinh chúng nó phải uh, mò cao vào mông để khỏi đau ok rồi à... ok vì sao bà Thán Văn không tấn công trung cộng trước cuộc bầu cử bà không còn nhu cầu tranh cử bà không dậy nó. No. bà chỉ khẳng định cái tư thế độc lập của Đài Loan thôi bà đâu có nhu cầu đánh chiếm Trung Quốc đâu mà tấn công Trung Quốc làm gì bà chỉ có nhu cầu khẳng định cái nền độc lập của Đài Loan thôi bà đâu có tham vọng là đánh chiếm cả nước trung quốc đâu bà chỉ có nhu cầu về đất, đất nước và lãnh thổ của đài loan thôi nha yeah. rồi tiếp tục à ok à. nếu chiến tranh đài loan anh nghĩ trung cộng tấn công vào lãnh thổ mình rồi cáo buộc tổng thống đài loan vi phạm tòa ác chiến tranh không thì họ có quyền làm nhưng mà ai tin vấn đề là cộng đồng quốc tế có tin hay không là chuyện khác nha yeah. Rồi à Những người cô nhi quả phụ không nằm trong vị diện HO. No HO là cái chương trình dành cho các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa thôi Và nếu họ còn sống Vợ con họ được hưởng theo chương trình này Nhưng nếu họ qua đời Thì họ không có qualify Do đó Những cái tin mà tung ra ở Việt Nam là những tin giả hết Và chương trình đó đã chấm dứt vào cuối tập niên 90 rồi bây giờ á, quý vị có tự nhận mình là quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đi nữa, quý vị cũng không xin được. Tại cái vị ch ch chương, trình đó đã chấm dứt ở thập niên 90, cuối thập niên 90 rồi. Do đó, đừng có ai hỏi tôi là, ô, thân phụ tôi là quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, tôi đi Mỹ được không? No. Những chương trình đó đã chấm dứt rồi. Mỹ không còn nhận nữa. Ok. Rồi, tiếp tục. Wow. À... Việc cộng chọn phe Trung Quốc liệu tương lai Việt Nam trong Bắc Hàn không? Tại hơn Bắc Hàn. Tại vì Bắc Hàn ít nhất còn có một ông lãnh đạo Kim Jong-un mạnh mẽ. Còn cái đám cộng sản cai trị bây giờ là một đám Hàn. Nó còn tại hơn Bắc Hàn nữa. Ít nhất Kim Jong-un còn có sở, sở hữu vũ khí nguyên tử. Còn có thái độ và bản lãnh mạnh mẽ. Còn đám cộng sản bây giờ có đám nào, có tên nào khá được không? Nha. Rồi, à, Wow. NATO hiện sắp mở văn phòng liên lạc tại nhật bổn liệu cha ben có sửa hiến pháp không anh phong chưa biết có điều là bây giờ hiến pháp cho phép họ được quyền tự vệ được tham dự một số những cái uh, hoạt động quân sự bên ngoài nước nhật trong tinh thần tự vệ còn nếu như mà họ muốn có vai trò lớn hơn một là họ phải lách cái hiến pháp để hợp pháp giống như ông tổng thống philippines còn hai là họ phải công khai tu chính bản hiến pháp tại vì Philippines quý vị nhớ là khi Aquino lên bà ta đã tự à, đưa vào hiến pháp là cấm quân đội nước ngoài trú đóng trên lãnh thổ Philippines lâu dài sau khi mà bà ta muốn Hoa Kỳ chấm dứt căn cứ Subic Bay buộc Hoa Kỳ rút khỏi của Philippines thì khi mà ông Marcos lên thì bị không còn đủ thời gian để ông tu chính bản hiến pháp cho nên ông lách là ông cho phép quân đội Hoa Kỳ luân phiên được trú đóng trên các cái trại lính của Philippines mà đó là những cái cuộc gọi là trú đóng ngắn hạn thì nó không vi phạm hiến pháp của Philippines. thì ngược lại bây giờ Nhật Bản cũng vậy. Nhật Bản một là ông Fumio Kishida phải tìm cách lách cái hiến pháp. còn nếu không, ông và đảng cầm quyền phải đưa ra công khai và tu chính bản hiến pháp. cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là nếu họ thấy rằng không đủ thời gian, giống như ông tổng thống Philippines, ông thấy không đủ thời gian để tu chính, thì ông chơi kiểu lách này. còn bên phía Nhật Bản thì họ có thời gian thì có thể là họ sẽ cho tu chính nha rồi tiếp tục à em bắt đầu chuyển tài sản từ Việt Nam sang Bitcoin chúc mừng em nếu mất tiền ráng chịu nha tại vì bây giờ tiền điện tử là bấp bênh lắm lời thì lợi nhiều lắm nhưng mà lỗ cũng sặc máu luôn cho nên là anh không có welcome mà cũng không có à, chống lại cái chuyện mà em bỏ tiền Việt Nam qua đồng Bitcoin là bởi vì bây giờ cái thị trường tiền điện tử nó rất là phong hiểm nha yeah. rồi tiếp tục à ok lướt vào một số những cái đã đọc rồi à em ở nhà à, nhà có nhà hai tiểu bang em có thể cùng lúc bỏ phiếu của tổng thống hai tiểu bang không em chỉ chọn một bên bởi vì lúc đó sẽ có người hỏi em là sẽ có người hỏi em là em sẽ chọn cái primary nào là primary home chỗ nào là primary home thì chỗ đó em đi bầu em chỉ được bầu một phiếu mà thôi người nào bỏ phiếu hai lần người đó vi phạm luật và em có thể sẽ bị truy tố và ở tù nếu như em bỏ phiếu hai lần công dân mỹ chỉ được phép bỏ phiếu một lần trong cuộc bầu cử đó là luật em không phải diện cỡ ơ tôi hai tôi bạn tôi có quyền nộp no công dân mỹ chỉ được bỏ phiếu một lần thôi đó là luật em bỏ phiếu hai lần là em vi phạm luật và sẽ bị truy tố không những em bị phạt tiền mà còn bị phạt tù nữa ok rồi tiếp tục à qua lướt qua một số những cái uh, đã đọc rồi nha ok à nếu trăm đắc cử mọi chuyện cũng xong hết rồi chưa biết bây giờ tình hình nó thay đổi mỗi một ngày do đó ông trump đắc cử thì có thể chấn chỉnh một số kỷ cương quốc gia có thể cứng rắn trong chính sách ngoại giao nhưng những biến động sắp tới có thể sẽ nằm ngoài tầm tay của tất cả mọi người không ai biết được có những biến động sẽ xảy ra và nó nằm ngoài tầm tay của tất cả mọi người lúc đó chúng ta cũng chưa biết phải làm sao nữa cho nên đừng vội khẳng định là mọi việc xong hết ông trump không phải là thánh hay thượng đế có thể giải quyết tất cả mọi chuyện quý vị đừng expect ông trump quá cao ổng làm trong cái khả năng của ổng và trong cái tinh thần yêu nước của ổng thôi đừng đòi hỏi ổng phải giống như thượng đế hay là thánh muốn làm chuyện gì làm ổng không phải ok rồi à vào wow, lúc à biết tin hạ viện mà à, mỹ đưa bộ công an việt cộng lên quốc hội chưa tôi đã loan tin đó và tôi là một trong những người thúc giục tại vì lúc đó người cố vấn chính thức của bà Michelle steele hiện nay là Tyler Diệp Biên Trường. Và trước đó tôi đã nói với Tyler Diệp Biên Trường, bà Steel đã hứa với tôi 2 năm rồi và bà chưa làm. Thì Diệp Biên Trường mới bà chuyển cái lời tôi lại và bà đã đưa ra cái dự luật đó đúng ngày kỷ niệm nhân quyền cho Việt Nam, 11 tây tháng 5. Bà, và dự luật đó do bà đệ trình và được à, bảo trợ bởi ba dân biểu khác và có thể là tuần tới hay tuần tới nữa nó sẽ được đưa ra trên toàn sàn hạ viện để bỏ phiếu nha rồi chúc mừng chị Mai đậu quốc tịch Mỹ Tôi chờ 30 năm tôi thuyết phục rồi đó cổ, cổ, có mặt ở Mỹ từ năm 1994 Nhưng mà cứ cầm cái bằng quốc tịch Đức. Đi đâu cũng dùng quốc tịch đất hết Mà không chịu nhập quốc tịch Mỹ Bây giờ mới chịu nhập quốc tịch Thì coi như là mừng rồi Tại vì Phượng Mai không phải quốc tịch Việt Nam Khi mà nhập quốc tịch Đức Thì Đức bắt buộc là phải Có tờ giấy chứng minh từ bỏ quốc tịch cũ Do đó Từ thập niên 80 thì những người, người nào nhập quốc tịch Đức là phải và hủy bỏ tất cả những cái quốc tịch cũ do đó Phượng Mai đã làm giấy tờ hủy bỏ cái quốc tịch Việt Nam rồi Phượng Mai là quốc tịch Đức và bây giờ thì à, chính thức là quốc tịch Mỹ cho nên nó cái trường hợp của Phượng Mai nó khác biệt tại Đức là cái quốc gia họ đòi hỏi quý vị khi mà quý vị muốn nhập tịch thì quý vị phải làm đơn và có một cái giấy chứng minh là quý vị đã hủy bỏ cái quốc tịch cũ riêng ở Đức thì tôi biết là như vậy còn ở Mỹ thì không cần nha. Yeah. Rồi tiếp tục à. Nếu gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ có phải hủy bỏ không? Họ có quyền giữ lưỡng tịch. Không cần hủy bỏ. Tại Hoa Kỳ không bắt buộc chuyện đó. Còn Đức khi quý vị nhập quốc tịch Đức thì họ đòi hỏi chuyện đó, nhưng sau khi quý vị có quốc tịch Đức rồi quý vị có lại quốc tịch thêm một nước khác nữa thì Đức lại không cản. Đức lại không cản. Do đó là những người như Phượng Mai họ có lưỡng tịch vừa quốc tịch Đức vừa quốc tịch Mỹ nha yeah. rồi à quốc tịch Na Uy thấy ok không anh tôi nghĩ là ok bởi vì Na Uy là một trong năm 10 quốc gia có cái passport mạnh nhất thế giới mà Na Uy nằm trong đó Na Uy nằm trong số 10 quốc gia có cái passport đứng đầu thế giới thì quốc tịch Na Uy là tốt nha yeah. rồi cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái buổi nói chuyện sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào mọi người chúng ta gặp lại sau bye bye